Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý khán giả một mẫu bi cầu được chế tác từ đá thạch anh trắng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Đây đã được chế tác từ khối đá thạch anh trắng hoàn toàn là chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị thấy độ thông đèn của đá này, trời sáng nhìn nó hơi khó, tôi xin soi ánh sáng vàng quý vị thấy này, độ thông đèn của đá rất chi là tốt. Độ thông đèn của đá ban đêm thì sẽ thấy được độ thông đèn nó tốt hơn. Mẫu này thì có đường kính của đá, đường kính của bi cầu này nó là 14 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nó nặng là 4,7 kg, và riêng đá không nó nặng là 4,5 kg. Và hiện cái tác phẩm bi cầu này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 700.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nếu có nhu cầu mua hàng thì việc gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi, để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Khách hàng khi mua hàng nếu mà chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh trắng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Quý vị kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Nếu có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Khách hàng mua hàng nếu mà chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản tiền trước cho tôi, hoặc là chưa tin tưởng, chưa muốn chuyển khoản thì quý vị thì tôi sẽ cho thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.